Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback số tự động quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2, sản xuất năm 2014 và đã lăn bánh được hơn 11 vạn km rồi. Màu bạc rất là đẹp các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng đã độ thêm rất là nhiều đồ đó các bạn ạ. Và chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là rất là mới, rất là đẹp, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, tất cả còn rất là đẹp. Chúng tôi đang bán với giá là 269 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất năm 2014 bạn nhé. Đấy, nhìn về phần nước sơn bên ngoài đi các bạn xem này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả cho nên đều rất là đẹp luôn này, nước sơn còn đều. Đấy, phần đằng sau này. Nước sơn còn rất là đều xe các bạn nhá. Màu bạc. Đấy, rất đẹp luôn, đây là sườn bên phụ này. Nhìn cái phần sườn cũng còn rất là phẳng luôn. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương, là răng đúc và dàn lốp theo xe. Dàn lốp còn rất là dày các bạn ạ, dàn lốp này thì thay rồi. Đấy, dàn lốp thứ hai chủ xe cũng đã lên dàn lốp Michelin. Rất là dày, rất là đẹp. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe độ thêm rất là nhiều đồ các bạn nhé. Dàn lốp còn rất dày. Cả 4 quả lốp Michelin còn rất dày. Và chủ xe thì độ thêm rất là nhiều đồ đây các bạn này. Chủ xe độ thêm màn hình Android ZTEC rất là xịn này. Loa tép này, loa súp này, bậc tì tay này. Đấy, bệ tì tay này. Đấy, rất là nhiều đồ các bạn nhé. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đồng hồ công tơ mét là 11 vạn các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến nội thất ghế da đều rất là mới luôn bạn nhé. Những con ốc này còn nguyên zin này. Đấy, còn nguyên zin và còn rất đẹp luôn bạn nhé. Cảm biến lùi, phiên bản này đã có cảm biến lùi rồi này. Option thì rất là nhiều. Đấy, nội thất hàng ghế ngồi phía sau từ keo chỉ này, táp bi cánh cửa này. Đấy, đều rất là đẹp này. Nội thất hàng ghế này đều mới luôn bạn nhé. Từ những cụm đèn này, Grand i10 này, 1.2, phiên bản 1.2. Cốp sau đây, thưa với quý vị bạn, từ những cái ốc này cũng còn nguyên zin này. Ốc cốp sau nguyên này, keo chỉ cốp sau còn nguyên này. Đấy, tất cả đều rất là mới luôn. Chủ xe rất là cẩn thận này, lót nhựa cốp này. Lốp xưa cua cũng còn mới này, chưa có bị đâm, chưa có bị va gì cả các bạn nhé. Đấy, tất cả là đều rất đẹp. Táp bi cánh cửa phía sau bên phụ này, được keo chỉ còn nguyên zin này. Đây, ghế sau này, phiên bản đủ, phiên bản có ghế da rồi. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô, vô lăng cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Khóa thông minh. Đấy, đề nổ start top, màn hình Android ZTEC xịn rồi. Camera lùi, camera hành trình, đủ hết luôn các bạn nhé. Nó là một chiếc xe rất là đẹp mà giá chỉ 269 triệu đồng thôi. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe. Toàn bộ về phần động cơ thì về ốc cabo này, keo chỉ cabo còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ nguyên zin này. Đấy, động cơ đây các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Grand i10 2014 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít này. Bản này bản đủ 1.2. Toàn bộ ốc chân máy này, ốc tai này đều còn nguyên bản và còn nguyên zin hết luôn bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả còn nguyên bản. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback 1.2 số tự động này các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 269 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để đến chúng tôi tư vấn.
hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ. Những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.